Chào thầy cô và tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Hồng Doan, sinh viên khóa 1 của trường đại học EDX lớp K1 Happy. Mã số sinh viên của mình là COV019HP08. Và sau đây, ở trong video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết đến 7 phẩm chất để chúng ta có thể trở thành một người thành công. Và tất nhiên rồi, đây là kiểu như là kết quả dựa trên những gì mà mình tìm hiểu và mình đúc rút ra, nên nó sẽ mang tính chất cá nhân hóa nhiều nhất. Và tất nhiên người thành công thì không nhất thiết là phải có 7 yếu tố này, mà họ có thể kèm theo nhiều yếu tố khác hay là kèm thêm nhiều phẩm chất khác nữa. Nhưng theo mình đây là 7 yếu tố cơ bản nhất để chúng ta có thể trở thành một người thành công, cũng như trở thành một người kinh doanh giỏi chẳng hạn. Thì đầu tiên đó chính là cách mà chúng ta biết tạo dựng mối quan hệ. Nói thế này thì các bạn rất là khó hiểu, vậy thì chúng ta sẽ nói sang một từ khác nhé. Đó chính là một người để trở thành một người thành công thì đầu tiên họ phải biết cách xử sự một cách khéo léo. Tại vì sao? Bạn có thể thấy rằng không ai thành công mà chỉ dựa vào mỗi chính bản thân mình hết. Chúng ta còn có một câu nữa, thiên thời địa lợi và nhân hòa, đúng không? Có lúc đó chúng ta gặp thời cơ rồi, chúng ta biết được chúng ta cần làm gì rồi, nhưng chúng ta vẫn cần phải có những người đồng hành và đi sát bên mình. Vậy cho nên được rằng nếu mà bạn có cách cư xử khéo léo thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ có những đối tác tốt đẹp, hay là nếu như bạn cư xử khéo léo chẳng hạn, bạn sẽ tìm được những công ty lớn, hay là những người họ thích đầu tư để có thể đầu tư vào dự án của bạn, giúp cho bạn có nhiều nguồn vốn để có thể thực hiện được đam mê và ước mơ của chính bản thân mình. Thứ hai đó chính là người tham vọng. Tại sao mình lại nói ở đây là một người tham vọng? Bởi vì tại sao? Khi một người tham vọng, họ sẽ biết cách đặt mục tiêu rất lớn. Bởi vì như các bạn có thể thấy được rằng, thường thường cái khả năng mà con người của chúng ta suy nghĩ đến với cái khả năng thực tế mà chúng ta có thể đạt được, nó thường có một khoảng chênh lệch rất là lớn. Và chúng ta thường thường không suy nghĩ được rằng bản thân mình sẽ làm được điều đó đâu. Mà chỉ những người nào có sự tham vọng, chỉ những người nào xác định được đam mê của mình, họ muốn kiên trì và bám đuổi theo cái mục tiêu như cái tham vọng đó của mình, thì họ mới bắt đầu tìm ra được cái con đường của chính bản thân mình. Và chính từ việc mà họ có cái tham vọng đó, cho nên họ mới ngày một nỗ lực để chinh phục được cái tham vọng đó của chính bản thân mình. Thứ ba đó chính là những người dũng cảm. Trên con đường thành công sẽ không bao giờ là những dải hoa hồng hết, mà kể cả có là những dạng hoa hồng đi chăng nữa thì dưới những bông hoa hồng đó chắc chắn sẽ có những gai nhọn làm tổn thương đến bàn chân của bạn, hay làm tổn thương đến con người của bạn. Vậy thì để đối mặt được với những khó khăn đó, để vượt qua được những hàng ngàn, hàng vạn những cái gai nhọn của những bông hoa hồng đó, vậy thì chúng ta cần phải là một người như thế nào? Chắc chắn rồi, tài giỏi là cái cần thiết, nhưng bên cạnh đó cần phải có lòng dũng cảm. Bạn thử hình dung một điều rằng nếu bạn đi trên con đường đầy gai đó, bạn là một người sợ đau, bạn không dám vượt qua nỗi đau đó, thì làm sao bạn có thể vượt qua những con đường hoa hồng đó để đi đến đích của chính bản thân mình? Vậy nên điều mà mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là cách mà chúng ta trở thành một người có lòng dũng cảm, cách mà để chúng ta có một trái tim mạnh mẽ nhất. Bởi vì cơ thể của chúng ta rất khó để trở thành một cơ thể thép, nhưng ý chí của chúng ta, sự kiên cường và sự nghị lực của chúng ta có thể trở thành được gọi là, thì có thể biến từ cái sự mềm mại của ý chí trở thành một cái ý chí vững vàng cứng như thép vậy. Thứ tư đó chính là một người luôn luôn ấp ủ cho mình ý tưởng. Tại sao mình lại nói ở đây? Nghĩa là nhiều bạn sẽ nghĩ là ở trên mình đã nói là tham vọng rồi, sao xuống đây mình lại còn nói là ấp ủ ý tưởng nữa? Bởi vì tham vọng của họ thì sẽ là cái mục tiêu rất là to lớn mà họ đặt ra. Nhưng mà họ có tham vọng rồi, nhưng mà họ có nuôi dưỡng cái tham vọng đó của chính bản thân mình, họ có nuôi dưỡng cái niềm đam mê, cũng như là nuôi dưỡng được cái ý tưởng của chính bản thân mình không, thì lại là một chuyện khác. Bởi vì tại sao? Bạn có thể đặt ra, nhiều người chắc chắn cũng sẽ đặt ra được cái tham vọng của chính bản thân mình, đó chính là được ở nhà lầu, xe hơi, được vợ đẹp con ngoan, được có tiền tiêu xài hàng ngày, hay là cuộc sống của họ có thể thoải mái, họ chỉ việc ngủ dậy thôi mà họ cũng có tiền. Chắc chắn rồi, tham vọng, ai cũng sẽ có mang trong mình một cái tham vọng riêng hết. Có một người tham vọng về hạnh phúc gia đình, nhưng có một người sẽ tham vọng về mặt vật chất và tài chính.
Nhưng chỉ những người nào có tham vọng và đi kèm theo nó là sự ấp ủ ý tưởng. Ấp ủ, tại sao chúng ta lại nói đến việc ấp ủ? Bởi vì các bạn có hình dung là nghĩa là giống như con gà vậy. Khi mà nó đẻ quả trứng ra rồi, nó muốn từ quả trứng trở thành một những chú gà đúng không? Thì phải có một quá trình ấp nó. Thì ở đây cũng vậy, ý tưởng của chúng ta đã được đưa ra rồi, nhưng chúng ta cần phải ủ nó vào bên trong, chúng ta cần phải chăm sóc nó, chúng ta cần phải nuôi dưỡng nó. Thì về sau nó mới có thể trở thành trái ngon, trái ngọt ở trên cái cây mà bạn đã trồng được. Thứ năm đó chính là sự khiêm tốn. Bởi vì mình đã nói rồi, trên đời này thì cũng không ai dám nói rằng tôi là số 1 hết. Bởi vì tại sao? Bởi vì ở trên thế giới này có rất là nhiều người chúng ta chưa khám phá được hết họ, cho nên chúng ta không thể nào biết được rằng là mình có phải là số 1 hay không. Giống như các bạn có thể hình dung là chương trình siêu trí tuệ của Việt Nam chẳng hạn, nếu như không có chương trình đó diễn ra thì các bạn liệu liệu các bạn có hình dung được rằng thần đồng toán nhỏ tuổi của bên Nhật Bản ấy, chúng khi mà xem những cái thông khi mà mình xem tìm hiểu thì thần đồng đó được mệnh danh là người người nghĩa là người thông minh nhất chẳng hạn. Nhưng thông qua chương trình siêu trí tuệ Việt Nam thì chúng ta đã tìm ra được một mảnh ghép mới, một con người mới có khả năng tính toán cũng như có sự nhạy bén về mặt tính toán hơn so với bạn thần đồng bên Nhật Bản đó. Vậy nên được một điều mình khẳng định ở đây rằng không ai là nhất hết, và bởi nếu như họ cho mình là nhất là bởi vì họ chưa tìm ra được cái người hơn mình thôi, bởi vì họ chưa đi đủ nhiều để tìm được những cao nhân. Giống như ngạn ngữ ngày xưa thường có câu á, ở núi cao thì còn có núi cao hơn, cho nên trong bản thân chúng ta luôn luôn phải là một người giữ khiêm tốn. Và các bạn cũng có thể nhận định được rằng ví dụ khi mà các bạn đi tham gia một buổi diễn thuyết nào đó, hay là bạn đi lắng nghe một cái buổi buổi nghĩa là mang tính chất là bạn đi lắng nghe những cái buổi chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước chẳng hạn, thì bạn có thể nhận thấy một điều rằng nếu như bạn là một người ít nói một chút, bạn là một người biết lắng nghe một chút, thì bạn sẽ tiếp thu được rất rất là nhiều điều. Còn nếu như bạn luôn tự cao tự đại và luôn cho mình rằng là tôi là người đã biết tất cả, những cái thứ này tôi đã biết rồi, tại sao tôi cần phải nghe, thì mình khẳng định một điều rằng dù ngồi 2 tiếng, cùng là ngồi 2 tiếng như vậy, nhưng một người biết khiêm tốn họ sẽ tiếp thu được hết tất cả các tinh hoa. Còn người mà luôn cho mình gọi là tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng ở trong mọi hoàn cảnh, luôn cho mình là tài giỏi hơn người, thì chắc chắn họ sẽ không tiếp thu được bất cứ một điều gì, hoặc nếu có thì cũng sẽ ít hơn so với những người khiêm tốn. Và đi đâu cũng vậy thôi, bạn sẽ thích một cái người nào đó biết khiêm tốn chính bản thân mình, một người nào đó mà họ biết tôn trọng ở những người khác nữa, họ biết giảm bớt cái tôi của chính bản thân mình xuống để có thể làm hài hòa những mối quan hệ ở bên xung quanh mình. Và khiêm tốn không chỉ giúp cho bạn tiếp thu được nhiều kiến thức, mà khiêm tốn còn giúp cho bạn có thể kết giao được nhiều người hơn. Giống như tôi đã nói ở đoạn trước chẳng hạn, là những người nào mà biết giảm bớt cái tôi của mình xuống thì mối quan hệ của họ đối với những người xung quanh bao giờ cũng rất là tốt đẹp. Bởi vì tại sao? Khi mà chúng ta đi quen biết những người xung quanh thì chúng ta luôn cần phải dùng cho họ một chúng ta luôn cần phải đối với họ nghĩa là một sự bao dung nào đó, giống như cái câu mà thầy Hùng đã dạy chúng tôi rằng trong vuông ngoài tròn, nghĩa là đối với bản thân chính bản thân bạn, bạn có thể nghiêm khắc, bạn có thể cứng nhắc với chính bản thân mình, cứng nhắc với những thói quen hàng ngày bắt buộc phải dậy đúng 5 giờ sáng, 6 giờ bắt đầu đi làm, hay là đến tối là tầm 11 giờ đã đi ngủ. Nhưng đối với những người khác, bạn có thể cư xử với họ một cái mềm mỏng hơn, bạn có thể cho họ xê xích một đoạn thời gian hơn, bạn có thể bao dung cho họ hơn chẳng hạn. Và đó chính là điều mà mình muốn chia sẻ. Và thứ 6 đó chính là quản lý người làm tốt. Hay nói cái khác, chúng ta có thể hình dung là đây là phẩm chất lãnh đạo đi. Chúng ta có thể dùng từ đây là phẩm chất lãnh đạo. Vì tại sao? Người thành công thì chắc chắn sẽ, bên cạnh những người thành công chắc chắn sẽ có những người đồng nghiệp, chắc chắn sẽ có những đối tác, và chắc chắn sẽ có những cái người mà đi theo họ cùng họ gây dựng và phát triển. Vậy thì nếu bạn không phải là một người lãnh đạo tốt thì làm sao mà ai có đủ sức để đi theo bạn? Nếu ban đầu bạn là một người tự khởi nghiệp chẳng hạn thì bạn chắc chắn cũng sẽ cần đến đối tác. Và về sau khi mà bạn thành công hơn, bạn cần mở rộng quy mô của doanh nghiệp bản thân mình hơn, thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ cần phải có nhân viên đúng không? Vậy thì nếu như bạn không phải là một người lãnh đạo tốt, bạn luôn bắt nhân viên mình cứng nhắc trong cái vấn đề này, bạn luôn luôn chửi mắng nhân viên, nghĩa là bạn không có một lời hay ý đẹp và không học được cách nói cảm ơn đối với cả nhân viên, thì mình tin chắc một điều rằng trước sau gì cũng sẽ sập.
Bởi vì một công ty có người đứng đầu và có nhân viên cũng giống như một đất nước vậy. Chúng ta thường nói là đất nước thì đúng không? Dân có thể đẩy thuyền thì cũng có thể làm ngập thuyền được. À, nước có thể đẩy thuyền thì cũng có thể làm ngập thuyền được. Nhân viên của công ty đó có thể giúp cho nhau, có thể giúp cho công ty ngày một phát triển hơn nhờ những dự án, nhờ những kế hoạch mà và nhờ những ý tưởng mà họ đưa ra. Nhưng chắc chắn một điều rằng họ cũng có thể làm sụp đổ cái doanh nghiệp đó một cách rất dễ dàng. Lãnh đạo là một phần, nhưng nhân viên cũng sẽ có tác động ở trong đấy. Vậy nên chỉ có khi bạn là một người lãnh đạo tài giỏi, bạn có học được cách thuyết phục những người xung quanh thì họ lúc đó mới sẵn sàng và tình nguyện bỏ công bỏ sức ra để giúp cho bạn có thể hoàn thành được ước mơ cũng như là sự nghiệp của chính bản thân mình. Điều thứ 7 cũng là cái phẩm chất cuối cùng, nghĩa là biết đầu tư. Tại sao mình lại nói là biết đầu tư? Mình nói đơn giản này nhá. Khi bạn còn ngồi trên ghế nhà trường này, bạn vẫn còn đang đi học này, thì bạn sẽ biết rằng bản thân mình lúc đó là hạn chế ở điểm gì và bạn nên cần đầu tư vào đâu. Giống như việc là bạn học kém toán thì lúc đó giữa lựa chọn giữa việc đi học thêm toán, lý, hóa, sinh đúng không? Thì bạn sẽ đầu tư cho mình vào toán, bởi vì tại sao? Bạn đang yêu toán và môn đó bạn cần phải đầu tư nhiều hơn. Và đến khi bạn lớn lên, khi mà bạn bắt đầu ra trường rồi, bạn bắt đầu đi làm rồi thì bạn cần phải học được cách là nhìn nhận nhanh nhẹn về mặt thị trường, và bạn cần biết rằng thị trường đang thiếu cái gì, thị trường đang có ngành nào chưa phát triển và thị trường đang có ngành nào mà chưa được khai phá, và từ đó bạn sẽ đầu tư phát triển vào ngành đó. Và khi mà doanh nghiệp của bạn ngày một lớn mạnh rồi thì bạn sẽ bắt đầu nhìn được cách là bạn sẽ nhìn được những dự án nào bạn cần có thể bỏ tiền ra để bạn có thể đầu tư vào dự án đó để mang lại lợi nhuận và cũng như là doanh thu cho chính doanh nghiệp của bản thân mình. Và đó chính là 7 phẩm chất mà mình đưa ra ở đây để giúp cho các bạn có thể tham khảo được rằng những bạn nào mà có niềm đam mê trở thành một người thành công ở trong lĩnh vực kinh doanh hay là ở trong một số lĩnh vực nào khác thì các bạn có thể đọc, thì các bạn có thể nghe tham khảo. Và nếu như các bạn muốn mình bổ sung thêm một số những phẩm chất khác, hay là các bạn cần một chút gì đó gọi mang tính chất là phản biện ở trong 7 phẩm chất này, thì các bạn có thể comment ở dưới nhé. Và video của mình đến đây là hết. Chào thầy cô và tất cả các bạn.